CDT New. Những vật nên bỏ vào ví trong tháng cô hồn để tránh được vận xui. Đây có thể là những vật giúp bạn an ủi phần nào về tháng 7 âm lịch đầy lo lắng và có thể có được may mắn của bản thân. Dưới đây là những vật cần phải có trong ví để tránh được những điều xui xẻo không đáng có nhé. Bật lửa. Lửa theo quan niệm xưa tượng trưng cho sự ấm no và hạnh phúc, sức sống tràn trề. Nhiều người có quan niệm mang bật lửa theo mình sẽ có nhiều may mắn, tiền bạc đầy túi, thịnh vượng hơn rất nhiều. Họ cũng luôn có cảm giác an tâm vì bên cạnh mình luôn có sức nóng lan tỏa. Tháng 7 âm lịch được coi là tháng có nhiều âm khí, lạnh nên có thể mang theo bật lửa cũng là điều nên làm để tránh được khí hàn. Sức khỏe sẽ tốt hơn, giúp xua đuổi được những điều đen đuổi nhé. Tỏi. Không chỉ ngày rằm tháng 7 mà những ngày bình thường, người xưa có quan niệm mang theo tỏi bên mình đã tránh được tà ma, khí lạnh và nhất là những người hay đi đêm. Với đặc tính cay nóng, tỏi sẽ giúp xua đuổi với những khí lạnh, mang lại sự yên tâm trong bạn, tránh được nỗi sợ hãi với những điều còn nghi ngờ ở xung quanh. Muối. Trong các ngày lễ, cúng chúng sinh, muối là thứ không thể thiếu được trên mâm lễ. Muối cũng mang lại sự may mắn cho người sở hữu và đó là lý do vì sao đầu năm nên mua muối. Có thể là một gói nhỏ vài hạt muối bỏ vào trong ví, bạn sẽ thấy tiền bạc dồi dào, phúc khí đến liên miên. Cố gắng thay đổi liên tục để đảm bảo an toàn cho ví của bạn nhé. Gạo nếp. Gạo nếp tượng trưng cho sự sung túc, ấm no và an lành. Theo quan niệm dân gian, đến tháng 7 âm lịch, nếu muốn bản thân được an yên và bình tâm hơn, nên mang theo ít gạo nếp bên mình. Gói thành gói nhỏ, bỏ vào ví của bạn sẽ tránh được xui xẻo và không còn sợ khí hàn. Khi ra ngoài vào buổi tối, gạo nếp cũng giúp cuộc sống của bạn trong tháng này ấm no, tiền bạc dồi dào, làm ăn phát đạt. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.